Chị Sáu, một nhân vật lịch sử mà mọi người đều biết, chị hy sinh ở Côn Đảo và được an táng tại nghĩa trang Hạng Dương. Người dân trên đảo và một số người không ở trên đảo cũng đều gọi chị Sáu với một cái tên thân thương đầy tôn kính, đó là cô Sáu. Bất kỳ ai khi đến Côn Đảo cũng đều ghé thăm nghĩa trang Hạng Dương, trước là thắp nén hương cho các chiến sĩ hy sinh đã nằm xuống ở nghĩa trang này. Đó chỉ là phụ thôi, còn cái chính là đi viếng mộ chị Sáu để cầu lộc sinh tài, ban phước lành. Có một số người vượt hơn ngàn cây số đến đây chỉ để viếng cô Sáu thôi, xong rồi về. Và có người đi không được thì phải làm sao? Đều có cách hết đó các bạn ạ. Mình sẽ bật mí cho các bạn biết ngay thôi. Nghĩa trang Hạng Dương cách trung tâm Côn Đảo không xa, khoảng 2 đến 3 km. Nhưng dịch vụ bán hàng mã để viếng cúng mộ cô Sáu có đầy khắp đảo. Dịch vụ đồ cúng cũng rất đa dạng, ngoài hương hoa, trái cây còn có các combo đồ cúng đóng gói sẵn với giá từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đồng đều có đủ hết. Tùy theo túi tiền và lòng thành kính thì kiểu gì mọi người cũng có một mâm cúng tươm tất hoành tráng. Và bên trong combo đồ cúng đó có gì mà đắt tiền đến như vậy, trừ khi bạn mở ra thì mới biết. Mà đã thành tâm đi cúng viếng thì ai làm như vậy? Có một số người quan niệm là đồ cúng càng nhiều tiền thì mới thiêng, mới được chứng giám. Chính vì quan niệm này mà đồ cúng ở đây rất đắt, nếu không nói là thổi giá. Nếu bạn là người mới lần đầu tiên đi đến Côn Đảo, khi mua đồ cúng bạn sẽ được nơi bán tư vấn là chị Sáu khi chết lúc còn trẻ lại là con gái nữa nên rất thích làm đẹp, thích trang điểm, mặc đồ đẹp nên phải mua bộ đồ cúng gồm có gương, lược, son, phấn để trang điểm, quần áo, giày dép, rồi nón nữa. Nếu hầu bao của bạn nhiều thì sẽ được tư vấn theo kiểu nhiều tiền, còn nếu hầu bao của bạn ít thì sẽ được tư vấn theo kiểu ít tiền. Nói chung, muôn vàn đồ cúng kiểu gì cũng có, mà có ai biết được cô Sáu có thích như vậy không? Có ai gặp được cô Sáu đâu để hỏi, toàn là nghe lời tư vấn của mấy nơi bán hàng mà. Lại còn chuyện đi cúng cô Sáu thì phải đi lúc 12 giờ đêm thì mới thiêng, nên chờ đến 12 giờ thì ùn kéo nhau đi, làm cho khu vực mộ chị Sáu đông như hội chợ, mất đi sự nghiêm trang nơi yên nghỉ của người đã khuất. Cho nên bây giờ ban quản trang chỉ mở cửa nghĩa trang đến 12 giờ đêm thôi, tránh sự ồn ào mê tín dị đoan. Khi đến Côn Đảo thời điểm này, đi đâu bạn cũng thấy có rất nhiều nơi bán đồ cúng chị Sáu hết. Nhiều nhất vẫn là khu vực quanh chợ Côn Đảo, đầy đủ mọi dịch vụ. Mua đồ xong nhiều quá hay nặng quá không bê nổi thì có dịch vụ chuyển đồ cúng vào nghĩa trang đến tận mộ luôn. Một đội ngũ chuyên phục vụ những quý khách đi viếng chị Sáu. Nếu bạn không đi được đến đây để cúng cô Sáu thì sao? Có luôn dịch vụ cúng dùng, cúng online luôn. Hình thức như thế này, bạn chỉ cần đặt đồ cúng, mâm cúng gồm có những gì, có người lo đầy đủ hết. Chuyển lời khấn vái qua Zalo, Facebook hoặc Messenger hay gì gì đó. Xong rồi chuyển tiền, phần còn lại là dịch vụ lo hết. Đồ lễ sẽ được chuyển vào đến tận mộ cô Sáu, để lên bàn cúng là có một người khấn đọc những lời bạn yêu cầu trước mộ cô Sáu. Và có một người livestream cho bạn ở nhà mở điện thoại ra xem đầy đủ âm thanh hình ảnh mà bạn mong muốn. Việc nhiều người đi đến Côn Đảo cúng viếng nhiều như thế cũng gây ra không ít hệ lụy. Riêng khu vực nghĩa trang Hạng Dương, mỗi ngày đồ cúng thải ra không biết bao nhiêu là rác thải. Các bao bì, hàng mã đa số đều là rác thải nhựa độc hại, khi đốt lên sẽ gây ô nhiễm cho môi trường. Hiện nay, ban quản trang không cho đem những thứ có bao bì nhựa vào nghĩa trang. Mà không cho đem vào thì rác thải nhựa cũng đã nằm ở trên đảo rồi. Mà ở trên đảo, rác thì chỉ có đốt thôi. Mà khi đốt thì nó thải ra những chất ô nhiễm như thế nào, các bạn biết rồi đó. Hiện nay, phương tiện đi ra Côn Đảo rất dễ dàng. Ngoài máy bay, còn có tàu cao tốc đi từ Vũng Tàu, Cần Thơ, Sóc Trăng. Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, đi từ bờ ra là bạn đã có mặt tại Côn Đảo. Khách du lịch đến đây đi cúng cô Sáu nhiều như chảy hội, đông mùm nượp từ sáng cho tới tối. Nhiều như vậy, với ý thức của người dân hiện nay thì một ngày nào đó Côn Đảo có còn thiên nhiên trong lành nữa hay không? Những người dân sống văn minh trên đảo nói đi viếng cúng cô Sáu thì cũng tốt thôi, nhưng chỉ mua hương hoa là đủ rồi, không nên mua những thứ không cần thiết rồi đốt đi. Nhiều như thế gây hại cho môi trường ở Côn Đảo. Rồi khi vào cúng, nhớ thắp hương luôn cho các anh hùng liệt sĩ trong nghĩa trang, chứ biết mỗi chị Sáu thôi thì kỳ lắm. Nghe đâu, sắp tới chính quyền sẽ không cho bán hàng mã để cúng chị Sáu nữa, để bảo vệ môi trường trong lành của Côn Đảo.